Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng Tin Tức Online tìm hiểu ngay nhé! Kể từ khi khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa vẫn giữ vững danh hiệu là tòa nhà cao nhất thế giới, tọa lạc tại Dubai. Hello, xin chào mọi người! Các bạn vừa được xem một đoạn video được làm 100% từ Canva, đó là một loại video tin tức. Vậy cách làm nó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Ở đây giả sử mình có một bài tin tức như thế này, tin tức về top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, thì mình sẽ làm một hai cái để ví dụ cho các bạn. Để làm video trên Canva thì bạn sẽ vào phần chọn video, mình chọn cái đầu tiên này. Còn tùy các bạn, nếu các bạn muốn làm ở các kích thước khác thì chọn ở các kích thước khác nhé. Ở đoạn đầu thì có một phần giới thiệu gồm 3 dòng này, thì mình sẽ tìm những cái video và hình ảnh phù hợp với lại cái đoạn giới thiệu đó để đưa vào video. Đây, mình vào video này và mình sẽ tìm một cái video về thành phố, vì ở đây nó nói rằng là cái đoạn mở đầu này nói về cái cuộc sống ở thành phố với các tòa nhà chọc trời, đúng không ạ? Mình sẽ tìm một cái video phù hợp. Tại mục video thì mình ấn vào tìm kiếm video và đánh từ khóa là thành phố. Đây, mình sẽ thử video này và căn chỉnh nó để fit vào trong cái khung hình. Sau đó mình sẽ tạo một file âm thanh với đoạn này. Cách để tạo file âm thanh như sau, các bạn vào Google và có từ khóa là cách chuyển văn bản thành giọng nói. Ở đây thì mình có, thực ra sẽ có khá là nhiều đơn vị cung cấp cái này miễn phí, và mình có dùng Viettel. Hiện tại thì mình đang đăng ký ở một cái trang của Viettel thì mình thấy dùng khá là ok. Bạn lên mạng thì sẽ thấy một vài đơn vị khác như là FPT hoặc là VTC cũng có cung cấp. Sau khi mà vào cái của Viettel ấy, thì bạn đăng ký một cái tài khoản. Cách đăng ký thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì sau đó bạn có thể sử dụng miễn phí cái chức năng là tạo ra giọng nói nhân tạo từ văn bản. Tại mục công nghệ có mục tổng hợp tiếng nói. Ok, mình vào đây và tổng hợp tiếng nói nhé. Và mình sẽ có thể làm cái thao tác chuyển văn bản thành giọng nói bằng cách là mình copy đoạn văn bản cần sử dụng, cần phải mình copy đoạn văn bản cần chuyển thành giọng nói. Ok, Ctrl C để copy và Ctrl V ở đây để copy sang. Ok, và mình sẽ thử cho chạy thử nhé. Nó loát sẽ hơi lâu một chút. Các tòa nhà chọc trời luôn là niềm tự hào của các thành phố lớn về một cuộc sống hiện đại sôi động. Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng Tin Tức Online tìm hiểu ngay nhé! Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Và sau đó bạn có thể tải xuống. Ở đây thì bạn có thể chọn các giọng nói khác nhau bằng cách bấm vào nút này. Thì nó hiện ra giọng Bắc, Trung, Nam với lại giọng nam, giọng nữ. Đấy, rất nhiều lựa chọn. Thì bạn có thể lựa chọn cái mà bạn thích. Ở đây là tụi mình sẽ chọn cái giọng khác đi. Ok, mình sẽ cho chạy thử. Các bạn phải chạy thử để nghe lại xem là nó đọc đã chuẩn chưa nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bấm nút tải xuống. Chọn MP3. Rất là nhanh thì nó đã tải xong đúng không ạ? Và bây giờ mình quay lại Canva và up cái file âm thanh đó lên. Và phần nội dung tải lên, chọn mục âm thanh. Mình vào phần chọn từ thiết bị của mình. Vì đây chính là cái file vừa được tải về. Mình sẽ up nó lên Canva. Rất là nhanh thì file đã được đưa lên Canva. Bạn chỉ cần kích chọn file âm thanh và kéo rồi thả vào thiết kế thì tự file âm thanh sẽ rơi vào phía dưới của video. Thì cái file âm thanh của mình nó chỉ kéo dài 15,9 giây thôi, trong khi là cái video giới thiệu này nó dài đến hơn 1 phút liền. Thì mình sẽ kiểm tra lại từ đầu và cắt đi cái đoạn không cần. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Các tòa nhà chọc trời luôn là niềm tự hào của các thành phố lớn về một cuộc sống hiện đại sôi động. Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng Tin Tức Online tìm hiểu ngay nhé! Ở đoạn này thì có hình tòa nhà chọc trời này, thì mình muốn cái điểm rơi nó rơi đúng vào đoạn này, thì mình sẽ cắt ở đoạn đầu một chút và cắt ở phần sau khi mà hết file âm thanh. Cách cắt là bạn sẽ kích chuột phải vào video, chọn chia tách, thì video sẽ tách làm hai phần ở đúng vị trí của thanh dọc.
Rồi mình kích vào cái video đầu và ấn nút delete trên bàn phím để xóa đi. Rồi tiếp tục chạy lại video một lần nữa. Nghe tiếng Nói nói nhân nhân tạo tạo phát phát thanh. thanh. À cái chỗ này nó có đang ok, đến đây là nó bị mắc cái tiếng tổng đài Viettel ạ. Thì mình sẽ xóa cái đoạn âm thanh có tiếng của tổng đài Viettel đi. Thì cách để cắt cái phần âm thanh trong Canva thì rất là dễ. Bạn sẽ dùng cái con trỏ chuột này và thu nhỏ và cắt đi cái phần âm thanh. Thu lại để cắt phần âm thanh. Rồi ok, và mình cho chạy lại này. Các tòa nhà chọc trời luôn là niềm tự hào của các thành phố lớn về một cuộc sống hiện đại sôi động. Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng tin tức online tìm hiểu ngay nhé! Rồi và bạn sẽ cắt cái phần thừa này đi bằng cách di chuyển chuột đến nơi, click chuột phải vào bấm nút chia tách. Và chúng ta sẽ kích vào cái phần thừa này và bấm nút xóa nó đi bằng cách delete ở trên bàn phím. Ok, như vậy đã làm xong đoạn giới thiệu. Mình sẽ thêm trang, bấm vào dấu cộng để thêm trang. Ở trang thứ hai này nói về tòa tháp Macau vị trí số 1, Burj Khalifa. Mình sẽ lên Google để tìm những hình ảnh về Burj Khalifa. Ảnh thì thường nó không bị bản quyền đâu, nên là bạn có thể tìm kiếm ở trên Google được. Và những bức ảnh này thì hãy lưu ý là chọn những bức ảnh đẹp và phù hợp với kích cỡ của video. Ở phần nội dung tải lên thì ở đây mình đã tải về một số bức ảnh như thế này. Mình sẽ đưa nó vào. Đây là thứ đầu tiên mình chọn bức ảnh này. Kéo cho vừa vào với khung hình để nó choán đầy đủ vào cái hình của video. Bạn sẽ bấm dấu cộng để thêm trang và ở mỗi trang mình sẽ thêm một hình ảnh. Bạn sẽ thêm khoảng mình sẽ thêm khoảng 4 hình ảnh. Và bạn hoàn toàn có thể di chuyển các trang để đổi lại vị trí. Đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ làm cái thao tác tiếp theo. Đó là mình sẽ tạo file âm thanh cho cái phần này. Tương tự như với ở bên trên thì mình sẽ tạo một file âm thanh. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn bạn một cách khác để bạn có thể up file âm thanh hoặc là bất cứ file hình ảnh hoặc video nào lên Canva. Đó là chúng ta sẽ vào cái phần folder này và bạn chỉ cần kéo thả thôi, kéo cái file của mình vào Canva thì tự nó sẽ được upload lên. Đấy, nó sẽ upload lên nội dung tải lên của Canva. Rồi và mình cũng tiếp tục kéo file âm thanh vào phần thiết kế. Ở đây thì vì là file âm thanh nó bị ở dòng thứ hai. Đó, bởi vì những cái phần ở bên trên này mình đã để thời lượng, thời gian nó quá ngắn cho nên là nó không đủ dài để cho file âm thanh của mình. Đó, vì thế mình phải kéo dài những cái hình ảnh này để cho thời lượng nó dài ra. Rồi, và bạn di chuyển cái này lên này. Thì tự khắc là nó sẽ chuyển, khi mà nó đủ thời lượng nó sẽ về cùng trên một dòng. Ở đoạn cuối của file âm thanh này thì mình sẽ cắt bỏ cái phần tiếng nói nhân tạo Viettel đi. Lúc mà quay video thì mình đã dành thời gian để chỉnh lại cái hình ảnh, cái thời lượng của hình ảnh để cho nó khít vào phần âm thanh. Nhưng mà một mẹo dành cho các bạn đó là bạn có thể để như thế này. Sau đó thì bạn chỉnh những cái phần hiệu ứng mà mình sắp cho thêm vào đây. Xong rồi bạn có mới chỉnh đến phần cho nó vừa vào âm thanh sau nhé. Ở đoạn này mình tạm thời tua qua cái đoạn này để giới thiệu với các bạn về phần thêm hiệu ứng đã. Đây là một phần rất hay khi chỉnh sửa video trên Canva. Bạn bấm vào dấu cộng ở giữa hai trang thì nó hiện lên thêm hiệu ứng chuyển tiếp là cái nút mũi tên nhỏ nhỏ ở bên dưới. Bạn kích vào thì ở cổ bên trái nó sẽ hiện lên 5 kiểu hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn chọn từng kiểu hiệu ứng, bạn kích vào từng hiệu ứng thì nó sẽ cho bạn xem trước luôn cái hiệu ứng đó sẽ hoạt động như thế nào. Ví dụ mình chọn vòng tròn mở ra này thì nó có thời lượng 5 giây. Nó có thời lượng hiệu ứng là 5 giây. Mình sẽ để nguyên cái thông số này. Ở bên dưới bạn chọn được là hướng trong hay hướng ngoài. Giả sử mình chọn hướng ngoài đi. Khi thêm hiệu ứng vào thì thời lượng của bức ảnh nó sẽ bị thay đổi, bị ngắn đi. Thì mình sẽ cần chỉnh lại một chút. Tương tự thì mình sẽ chọn hiệu ứng cho các trang tiếp theo.
bạn cũng có thể thêm chữ vào trong video. Giả sử mình chọn trang thứ hai này là một hình ảnh đúng không ạ? Mình sẽ thêm chữ vào. Bấm chữ T ở trên bàn phím thì sẽ hiện lên một cái văn bản để bạn có thể thay thế chữ vào. Ok, mình sẽ đánh vào đây là tên của tòa nhà cao nhất thế giới đúng không ạ? Số 1, đúng ở vị trí số 1 là Burj Khalifa. Ok, và mình đưa nó lên phía trên đầu này và kích vào phần hình động để chọn kiểu hình động cho chữ. Ở đây có rất là nhiều kiểu hình động khác nhau, là dù mình chọn kiểu chữ này này. Tiếp theo mình sẽ chọn hình động cho ảnh bằng cách kích vào ảnh này. Đấy, thì bạn thấy đây là hình động của ảnh đúng không ạ? Và mình có thể lựa chọn những cái kiểu khác nhau. Là dù cái ảnh đầu tiên này, trang đầu tiên này mình chọn là thu nhỏ ảnh. Rồi đến trang thứ hai, mình sẽ chọn cho hình động cho ảnh là thế này chẳng hạn. Một cái hiệu ứng bất kỳ nào đấy, bạn có thể đó, chọn hiệu ứng này. Rồi, và tiếp theo, cái này là một cái ảnh chụp gần đúng không ạ? Gọi là một cái ảnh, bức ảnh cận cảnh. Ok, mình sẽ chọn cái hiệu ứng, một hiệu ứng. Và tiếp theo, mình chọn hiệu ứng cho bức ảnh này. Các bạn cứ thử nhiều kiểu khác nhau. Đây, mình sẽ chọn kiểu này đi. Ok, và mình sẽ cho chạy thử lại video nhé. Các tòa nhà chọc trời luôn là niềm tự hào của các thành phố lớn về một cuộc sống hiện đại sôi động. Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng tin tức online tìm hiểu ngay nhé! Kể từ khi khánh thành vào năm 2010, Để khi kiểm tra video thì bạn thấy là cái chữ này nó chưa lưu với hiệu ứng động không ạ? Mình sẽ bật lại cái hiệu ứng động cho nó. Rồi, ok. Và mình sẽ quay lại video. Hãy cùng tin tức online tìm hiểu ngay nhé! Kể từ khi khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa vẫn giữ vững danh hiệu là tòa nhà cao nhất thế giới. Tọa lạc tại Dubai, UAE, công trình kiến trúc này là tác phẩm của Asian Siki Moze, O và Mezin. Sừng sững hiên ngang với độ cao tới 828 m, Burj Khalifa có cả thảy 163 tầng. Đây là tòa nhà nổi tiếng nhất Dubai. Tuy nhiên, nó đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi vua với sự xuất hiện của Jeddah Tower, nằm ở Ả Rập Xê Út. Sau khi mà kiểm tra video thì bạn có thể phát hiện ra một vài lỗi, ví dụ như là chỗ này hiệu ứng chưa hay, hoặc là cái ảnh này cần một cái hiệu ứng khác, thì bạn có thể sửa lại trước khi mà chúng ta bấm vào phần tải xuống. Bây giờ mình sẽ sửa lại một chút rồi tải xuống nhé. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất video thì bạn chỉ cần ấn nút tải xuống để mặc định loại tệp video MP4 và tất cả các trang rồi ấn nút tải xuống. Quá trình tải video của Canva thì khá là lâu. Với video này 40 giây thì mình đã phải đợi trong khoảng 2-3 phút, 2 đến 3 phút, cho nên là các bạn hãy kiên nhẫn nhé. Cuối cùng thì video cũng đã tải xong, mình sẽ mở video lên để thưởng thức thành quả. Các tòa nhà chọc trời luôn là niềm tự hào của các thành phố lớn về một cuộc sống hiện đại sôi động. Bạn có tò mò về 10 tòa nhà cao nhất thế giới, những công trình kỳ vĩ mà con người đã tạo nên? Hãy cùng tin tức online tìm hiểu ngay nhé! Kể từ khi khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa vẫn giữ vững danh hiệu là tòa nhà cao nhất thế giới. Tọa lạc tại Dubai, UAE, công trình kiến trúc này là tác phẩm của Asian Siki Moze, O và Mezin. Sừng sững hiên ngang với độ cao tới 828 m, Burj Khalifa có cả thảy 163 tầng. Đây là tòa nhà nổi tiếng nhất Dubai. Tuy nhiên, nó đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi vua với sự xuất hiện của Jeddah Tower, nằm ở Ả Rập Xê Út.
Nếu bạn thấy thông tin vừa rồi hữu ích thì hãy bấm nút subscribe để ủng hộ mình và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.